Giá cà phê hôm nay, ngày 17 tháng 6, giá cà phê trong nước tăng đột biến, lập kỷ lục mới. Giá cà phê hôm nay, ngày 17 tháng 6 ở thị trường trong nước tăng đột biến, tăng 1.800 đồng mỗi kg so với hôm qua, hiện dao động từ 66.100 đến 66.800 đồng mỗi kg. Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 17 tháng 6 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.800 đồng mỗi kg giá cà phê cao nhất ở mức 66.800 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng tăng 1.800 đồng mỗi kg. Ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá từ 66.000 đến 66.100 đồng mỗi kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum tăng 1.800 đồng mỗi kg, đứng ở mức giá 66.300 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất là 66.800 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắc ở huyện Cư Mờ Ga giá cà phê hiện ở mức 66.600 đồng mỗi kg. Còn tại huyện Ia Hát Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 66.700 đồng mỗi kg. Đối với giá cà phê thế giới, giá cà phê trên hai sàn tiếp nối xu hướng tích cực nhờ sự hỗ trợ của yếu tố tiền tệ. Kết thúc phiên giao dịch giá cà phê Robusta trên sàn London tăng vọt, kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng thêm 79 USD, lên 2.804 USD mỗi tấn và kỳ hạn giao tháng 9 tăng thêm 63 USD, lên 2.757 USD mỗi tấn, các mức tăng rất mạnh, khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình, cùng xu hướng. Giá cà phê Arabica trên sàn Ice Earth, New York tiếp nối đà tăng, kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng thêm 2,6 cent lên 187,0 cent và và kỳ hạn giao tháng 9 tăng thêm 2,8 cent lên 182,95 cent ba. các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình. Theo chuyên gia, hai sàn giao dịch cà phê kỳ hạn thế giới tiếp nối xu hướng tích cực do còn có sự hỗ trợ của đồng real tiếp tục mạnh thêm. Tỷ giá lên đứng ở mức cao một năm so với USD không khuyến khích người Brazil bán hàng cà phê xuất khẩu, đã thúc đẩy thị trường giá tăng. Tồn kho Robusta ngày 15 tháng 6 tại London đã giảm thêm 170 tấn, tức giảm 0,22% so với một tuần trước đó, xuống ở 78.400 tấn, khoảng 1.306.667 bao. Bao 60 kg là mức thấp hơn 7 tuần, cho thấy nguồn cung Robusta vẫn còn bị thắt chặt trong ngắn và trung hạn, theo báo cáo dữ liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam xuất khẩu cà phê tháng 5 đã đạt 149.667 tấn, khoảng 2,49 triệu bao, giảm 8,52% so với tháng trước và giảm 5,35% so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu hôm nay ngày 17 tháng 6, cao nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu. Giá tiêu hôm nay ngày 17 tháng 6 tại thị trường trong nước không có biến động. Hiện giá tiêu tại trong nước dao động quanh mốc 71.000 đến 73.500 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay ngày 17 tháng 6 tại thị trường trong nước tiếp tục xu hướng đi ngang. Hiện giá tiêu tại trong nước dao động quanh bóc 71.000 đến 73.500 đồng mỗi kg. Theo đó, tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu duy trì ổn định. Cụ thể giá tiêu chư C, Gia Lai ngày 16 tháng 6 đang được thương lái thu mua ở mức 71.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu duy trì quanh mức 72.500 đồng mỗi kg. Tương tự. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay cũng không có biến động. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu đang được thương lái thu mua ở mức 73.500 đồng mỗi kg. Tại Bình Phước giá tiêu ở mức 73.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai 72.000 đồng mỗi kg. Như vậy, giá tiêu hôm nay không có biến động so với hôm qua. Thị trường tiêu trong nước vừa trải qua tuần biến động khi điều chỉnh tăng mạnh vào đầu tuần, giảm vào giữa tuần và đi ngang trong phiên cuối tuần trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, tổng đồng hồ tiêu quốc tế, IPC nghiêm yết mức giá giảm với tiêu Indonesia, theo đó, giá tiêu đen làm vùng, Indonesia, ở mức 3.748 USD mỗi tấn, giảm 0,32%, tiêu trắng muôn to, ở mức 6.190 USD mỗi tấn, giảm 0,32%. Với các quốc gia còn lại, giá tiêu duy trì ổn định, cụ thể giá tiêu đen Brazil Rasta 570, ở mức 2.950 USD mỗi tấn, tiêu đen Chin, Malaysia Asta, ở mức 4.900 USD mỗi tấn, tiêu trắng Malaysia Asta, ở mức 7.300 USD mỗi tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.500 USD mỗi tấn với loại 500 gram mỗi eo, loại 550 gram eo mức 3.600 USD mỗi tấn, giá tiêu trắng ở mức 5.000 USD mỗi tấn. Số liệu thống kê cho thấy, năm tháng đầu năm 2023, xuất khẩu tiêu của Việt Nam chủ yếu vẫn là sang thị trường châu Á, chiếm gần 60% tổng kim ngạch xuất khẩu loại gia vị này của cả nước, đạt 78.907 tấn, tương ứng mức tăng tới 77,2%, Trung Quốc đã trở thành thị trường nhập khẩu hồ tiêu hàng đầu của Việt Nam với mức tăng kỷ lục, theo đó sản lượng nhập khẩu đạt 46.169 tấn tăng 1.668,9% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 35% tổng lượng xuất khẩu tiêu của nước ta trong năm tháng. Ở khu vực ASEAN, thị trường Philippines dẫn đầu với 3.305 tấn, tăng 26,1%. Đáng chú ý, xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường châu Phi tăng đột biến 38,9% trong đó xuất khẩu sang Ai Cập và Gang CN gầu tăng lần lượt 140% và 104,4% so với cùng kỳ năm ngoái.